Rồi, xin chào tất cả toàn thể anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Moto nha. Hôm nay Tuấn Moto giới thiệu cho anh em chiếc Kawasaki Boss 175 nha. Dòng xe này là dòng xe nhập từ Thái luôn nha anh em. Anh em để ý nha. Con này là hãng Kawasaki, dòng xe Boss 175. 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Con này là của Thái nha, Thái sản xuất. Đó, xe dòng xe này là xe nhập hải quân chính ngạch, nhập khẩu hải quân chính ngạch của hãng Kawasaki Boss 175. 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, anh em không cần đổi bằng lái, rất là đơn giản. Đó, từ khi nào anh em sử dụng trên 175 kia, anh em mới đổi bằng lái nha. Còn cái này 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Xe này em giới thiệu này, xe này là còn nguyên zin 100% luôn. Ido của nó là mới chạy có 7.000 cây. Đó, vỏ trước vỏ sau nhông sinh dĩa đây là còn nguyên zin hết. Đó, rất là ok. Con này đời rất là cao luôn. Đó, của hãng Kawasaki. Con này là Boss 175cc. Anh em nhìn để ý nha. Con này thì chạy cực kỳ mạnh luôn, rất là nhẹ, cực kỳ lợi xăng. Xăng con này thì anh em chạy trên 50 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng luôn. Kiểu dáng con này rất là đẹp luôn, bánh mâm nhìn rất là chắc chắn, vóc dáng tư thế ngồi rất là thoải mái luôn, cực kỳ đẹp nha. Con này thì quá đẹp rồi, quá chuẩn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Con này thì sử dụng rất là bền luôn, bao anh em đi xa, đi tour, đi phượt xa rất là ok. Con này thì anh em ra đường trường anh em chạy rất là thoải mái luôn, tư thế ngồi rất là thoải mái, kiểu dáng rất là đẹp, mặt mạnh nữa. Con này thì nói về độ bền của nó thì khỏi phải nói đi. Đó, con này rất là bền luôn. Kawasaki. Đó, dòng xe là xe Thái nha. Anh em nhìn cái tem nè, đúng hàng Thái luôn, nhập khẩu hải quân chính ngạch, đúng hàng Thái luôn nha. Đó, anh em để ý tem bình xăng này còn nguyên này. Đó, anh em để ý thấy không, Ido của nó là mới chạy có 7.436 cây. Đó, anh em nhìn để ý nha, Ido của nó nè 7.436 km. Ido của nó xe còn nguyên riêng 100% bao anh em luôn. Đời này là đời sau cùng nha, đời sau cùng là tem lửa, anh em để ý ha. Tay mũa nó nè, đúng hàng Thái luôn. Xe chỉ có tăng sên một lần một thôi, từ khi mua mới tới giờ một lần một tăng sên. Ốc vít là còn bãi màu luôn, nhìn rất là đẹp. Ốc vít là còn bãi màu luôn, nhìn rất là đẹp nha. Xe này là nguyên zin 100% anh em để ý nha, nguyên zin 100%. Những con này anh em sử dụng rất là ok luôn, cực kỳ bền, rất là ok. Mấy con này anh em nhìn cục đề nè, anh em nhìn cục đề em rửa mới biết nè, zin luôn nha, made in Japan, anh em để ý ha, rất là đẹp. Đó, anh em nhìn ha. Con này thì anh em mua về anh em sử dụng quá ok, quá chuẩn luôn. Rất lâu rồi bên em mới có những dòng xe đẹp như vậy ha. Những con xe mà Boss 175 mà xe đẹp như vậy rất là hiếm nha. Anh em để ý, những xe đẹp như vậy rất là hiếm, tìm không bao giờ ra đâu, rất là hiếm. Tem của nó nè, vẫn còn nguyên luôn. Anh em để ý nha, xe còn rất là đẹp luôn. Có gắn con đẹp làm phía trước luôn, nhìn quá ok luôn. Vỏ của nó là còn nguyên zin nha, vỏ của nó là còn nguyên zin luôn. Anh em nhìn con ốc cốt trước nè, rất là kỹ, có cái cây sắt trắng qua luôn, rất là kỹ nha. Đúng là thằng Thái sản xuất. Đó, nhìn rất là chắc chắn. Ốc vít của nó thì anh em khỏi phải bàn đi, rất là ok, rất là chuẩn. Để em giới thiệu cho anh em cái vỏ nè, mà diện Thái Lan nè. Vỏ nè, vỏ của nó nè, mà diện Thái Lan, vỏ còn nguyên zin luôn nha. Anh em để ý nha, vỏ còn nguyên zin, chữ nè. Em quay cái bánh nằm trong này rồi. Khác chơi đi. Cái gì? Không mua. Anh em nhìn nè, vỏ là còn nguyên zin luôn nha.
lá đĩa này hầu như là chưa màu luôn, ốc vít là còn bảy màu, rất là sáng, con ốc rất là chắc chắn. Những dòng xe như vậy con ốc rất là chắc chắn nha, vỏ của nó là 80, 90, 80, 17. Vỏ này mà bỏ xe máy xe rim xe quay nên chạy rất là ok luôn. Máy móc này phổ bô mới chạy các bạn, gần gầy chưa có đỏ luôn, còn rất là mới luôn. Đó, anh em nhìn ha, con này thì anh em mua anh em sử dụng nó thì của anh em đâu, hầu như là chạy suốt đời không bao giờ hư. Máy thằng Thái sản xuất thì đó, độ bền nó rất là bền, rất là ok luôn. Máy móc con này thì nó trong anh em khó cần phải nổ luôn. Nó như chiếc xe mới sao, nó nổ em cực kỳ. Những dòng xe ra lại sau này khẳng định với anh em không có chiếc nào địch bằng chiếc này hết, không có chiếc nào gọi là địch thủ bằng chiếc này. Đó, dòng xe của mấy con này thì nó trong đồ đạc nó thì anh em nó thay thế anh nó rất là dễ dàng. Anh thấy là hầu như nó giống nó tự tựa mấy cái phần khôi mấy mô tô kia hết á, không có cái gì khác hết. Là đĩa đồ bồ bọc thắng thiết vỏ đồ anh thấy nhông trên đĩa là y chang nhau đó, y chang nhau. Con này đồ đạc thay thế của nó thì rất là dễ rồi đó, rất là dễ. Anh em nhìn ha, quá chuẩn luôn, quá chuẩn. Vóc dáng con này quá đẹp anh em, hộp số nó vẫn làm số nha, số 1 trước 2 3 4 5 móc lên rất là dễ chạy cho anh em. Con này thì đồ đạc con này yên, cái yên này là còn nguyên ring luôn nha, do yên này là còn nguyên ring này. Rất là êm, gắn dựa là ring của nó luôn. Đó, anh em nhìn đồ đạc trên này, đồ đạc trên xe nhìn rất là đơn giản, cực kỳ chất lượng. Thằng Nhật nó sản xuất, thằng Thái nó sản xuất thì anh em biết rồi, đồ đạc nó rất là chất lượng. Đèn phía sau xi nhan anh em nhìn rất là đẹp nha, đó, rất là đẹp luôn. Bô bọc là còn nguyên ring của nó, nổ rất là êm, không có la lớn. Những con xe như vậy anh em nào thích gọi điện cho em để chốt giá, số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Giá hiện tại bên em bán ra chỉ có 56 triệu thôi, giá chỉ có 56 triệu thôi. Xe Kawasaki Boss 175, dàn xe nhập từ Thái luôn đó, nhập từ Thái rất là ok. Con này thì nó thẳng với anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, bao anh em đi từ Bắc chí Nam luôn vô tư đó, cực kỳ lợi xăng luôn. Xăng của nó anh em chạy trên 50 cây số một lít xăng, rất là lợi xăng. Những độ bền con như vậy, những chiếc xe như vậy đẹp như vậy, cực kỳ đẹp luôn. Hầu như là con này là nguyên riêng 100% luôn, chưa có đụng chạm tới máy móc hoặc chưa làm một cái gì luôn. Vỏ trước vỏ sau nhông xem đĩa là còn nguyên riêng hết. Ido là mới chạy có 7.000 cây thôi đó, Odo của nó là mới chạy đúng 7.000 cây. Máy thì khỏi phải bàn luôn đó, con này cực kỳ bền luôn, rất là chất lượng. Anh em nhìn nè, nó còn cái độ mới như vậy là anh em hiểu rồi, con này thì quá chuẩn luôn đó, cái độ mới của nó như vậy đó. Anh em nhìn đi, con này thì nó trông thiệt quá tuyệt vời luôn. Hầu như em bán hồi đó đến giờ rất là nhiều cái dòng xe như vậy, nhưng mà con như vậy rất là hiếm, mới quá mới luôn. Bánh của nó anh em nhìn nè, anh em ra đường trường anh em chạy rất là đầm nha, phục nhúng rất là êm luôn. Cái bánh này ha, anh em nhìn cái bánh này, bánh nặng nha, to nặng, anh em đi rất là đàm xe đó, nó không có tưng hoặc có sàn có lát gì hết. Anh em nhìn ốc trước ốc cốt sau nè, rất là kỹ, có con cây cộng cảm sỏ qua luôn, rất là chắc chắn nè. Đó, thằng Thái sản xuất đó, dòng hồi xưa người ta sản xuất ra rất là chắc chắn. Nước sơn hầu như là giống như sơn xe hơi vậy đó, nó rất là bóng luôn, y sơn nước sơn giống như nước sơn xe hơi luôn. Con này thì tư thế ngồi anh em rất là thoải mái luôn, bi đông nó kiểu dáng nó ngồi rất là thoải mái luôn đó. Con này anh em đi xa rất là tốt, tư thế ngồi rất là thoải mái, chạy rất là đầm luôn. Nói chung về địch thủ dòng xe hai bánh kiểu dáng như vậy, phân khối tầm phân khối như vậy, dòng này là địch thủ vô địch, rất là vô địch luôn. Anh em để ý ha, rất là vô địch, kiểu dáng ngồi tư thế ngồi quá đẹp luôn. Giá thành bên em bán ra chỉ có 56 triệu thôi, bao anh em xe đi từ đầu tới cuối, Ido mới chạy đúng 7.000 cây đó, như em đã giới thiệu và quay video cho anh em xem. Con này là cúa đỉnh luôn, anh em nhìn nè, đây là chìa khóa của nó ha. Thằng này sản xuất có khác luôn, lái chìa mở mới được nha, này là treo nón đeo đồ đó, anh em nhìn ha, quá ok luôn. Ido mới chạy có mấy ngàn cây là anh em hiểu rồi, mà quá tuyệt vời. Anh em nhìn nè, chìa khóa đút vào vạn mới được nè,
Cái này giờ mình em dùng để mắc nóng mắc đồ. Đúc con vặn này, đúc ra. Quá ok, đúc vô. Vặn xuống, quá ok, quá tuyệt vời. Nếu như xa như vậy anh em mà không chốt, quá ổn. Giá thành quá là rẻ luôn. Đó, giá thành chỉ có 56 triệu thôi mà xe như vậy quá là ok. Đây là khóa cổ hay sao nè, khóa cổ hay sao, đúng rồi, khóa cổ còn được luôn. Bạn còn được luôn khóa cổ luôn. Quá đẹp. Đây là khóa máy của nó, anh em nhìn nè, đồ rất là mới, rất là cứng gáp luôn nha. Đầu lồng hơi cả bơm nhớt rồi luôn, lên nhìn đây luôn, đường nhớt riêng luôn đó anh em nhìn ha, quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Anh em tới xem tận mắt đây rồi anh em mới biết chiếc xe người ta sản xuất nó chắc chắn như thế nào và nó ok như thế nào. Đồ đạc cái nhìn cái gì ra ra cái đó rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn. Nhiều anh em kêu hỏi điện thoại hỏi cái sao bên Tuấn Moto mua nhiều xe đẹp quá vậy, thì đúng rồi, bên em là chuyên săn lùng những xe đẹp, xe ring, xe cọp nha. Đó, mua chiếc xe như vậy không phải là một mình em biết để em mua đâu, mà nhờ hầu như là nhờ cò lái nó giới thiệu, những người sử dụng, những người thân, người quen, người ta biết, người ta giới thiệu mình mua. Đó, nên mới có những chiếc xe đẹp người ta trùm mềm như vậy. Xe này là người ta ít, rất là ít đi, hầu như là trùm mềm để ở nhà luôn, rất là ít chạy nha, nên mới còn chiếc xe đẹp như vậy. Không dễ gì những, không dễ gì mà anh em tìm ra những chiếc xe người ta đang sử dụng mà người ta trùm mềm để mình biết mình mua, nó rất là khó ha. Rất là khó, nhưng mà bên Tuấn Moto thì ngược lại, bên Tuấn Moto thì quen biết rất là rộng nên thành ra người ta giới thiệu để mình mua. Anh em nhìn chiếc xe nè ha, nó quá đẹp luôn, nó quá tuyệt vời, kiểu dáng nó đẹp mà nó rất là hầm hố luôn. Còn lên ngồi chạy nó rất là nhẹ mà nó cực kỳ mạnh luôn, lái đồ ôm cua rất là dễ. Con này thì những anh mà lớn tuổi hoặc anh em đi phượt đi đồ, anh em đi mấy con này rất là ok luôn. Đó, con nào em không biết chứ con này nó thiệt bao anh em đi từ Bắc chí Nam luôn. Rất là ok. Anh em nhìn cái bình xăng nè, nó còn mới mức độ vậy nè, em mở nè, anh em nhìn cái tay mình thấy không nè. Anh em nhìn nè, nó mới nè. Đó, nó mới mức độ, xăng hầu như là đầy bình luôn. Nó mới nè, thấy chưa, cực kỳ mới luôn. Cái chữ 91 này là em không biết cái gì, hay là 91 chiếc anh biết. Đó, tem Thái luôn đó, anh em nhìn đi ha, nó rất là ok. Con này thì máy móc nó cực kỳ chuẩn luôn nè, nổ guarantee rất là nhuyễn bằng, rất là ok. Tiếng máy nổ hầu như là giống như tiếng máy mới, chiếc xe mới luôn, nó quá tuyệt vời luôn anh em. Nên anh em nào cần mua thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669 659 để chốt giá con này nha, để chốt giá con này, vì con này nó quá đẹp luôn, nó quá tuyệt vời. Những anh em nào mua những chiếc xe như vậy anh em đi hầu như là suốt đời luôn, anh em khỏi phải sự hư sự gì luôn đó. Mà gì Thái Lan nè, anh em nhìn đi đó, chất lượng không, nó quá chất lượng. Tiếng máy nó nổ mà còn như tiếng xe mới là anh em hiểu rồi. Vỏ phía sau, vỏ trước, vỏ sau nhông trên đĩa là còn nguyên riêng hết. Anh em nhìn chữ Thái Lan đó, nhà chữ của nhà sản xuất in luôn, rất là chất lượng. Anh em nhìn ha, Kawasaki cản của nó là nguyên riêng, đùi nóc xi rất là sáng mà không bao giờ bung, không bao giờ chóc, không bao giờ mờ luôn, rất là ok, rất là chắc chắn con này. Một đời chủ sử dụng luôn nha, một đời chủ đập thùng mua mới sử dụng tới giờ luôn. Hầu như anh em nhìn nè, nó hầu như là tân sơn mới có một lần luôn hay sao, nhông trên đĩa nó còn nguyên rinh luôn á, tân sơn mới có một lần một hay sao. Đồ đạc, đồ xi inox quá mới luôn, quá chắc chắn, rất là ok. Máy móc nổ hồi nãy giờ rất là ok. Đây là xi nhanh, đây là bơm mò, và đây là cốt pha. Còn đây là km của nó thì mới chạy có 7.000 cây thôi, hồi nãy em cũng đã giới thiệu cho anh em rồi, mới có 7.000 cây.
Nên anh em nào đi mua những xe tầm 40-50 mấy triệu, anh em chọn chiếc xe này anh em đi rất là ok luôn, cực kỳ VIP hàng. Em nói cực kỳ VIP là cực kỳ VIP. Những xe bao anh em đi ra tìm những chiếc xe đẹp như vậy rất là hiếm nha, rất là khó tìm. Còn những chiếc xe đẹp như vậy rất là khó tìm, nó thẳng luôn, bao anh em đi tìm luôn cũng không bao giờ ra những chiếc xe đẹp như vậy đâu. Nước sơn là không một cái chày, không một cái chày, vấn đề nguyên chiếc bên đây mới lột ra luôn. Đời này là đời cuối cùng nha, nên nó có tem gò văn đời cuối cùng của thằng Kawasaki Porsche 175. 175 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái ở một bình thường nha, em giới thiệu luôn. Khi nào bằng số mà anh em nhìn chỗ này bằng A đó, là anh em mới đổi bằng lái, còn những bằng khác thì anh em không cần đổi bằng lái nha. Giả sử như 59 A1 hoặc A2, A3, A4, A5, A6 gì đó, anh em mới đổi bằng lái. Còn Nga và bằng A đó là anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Để giới thiệu để anh em biết chứ không anh em game 175 rồi phải đổi bằng lái hay không. Anh em nào nhìn chỗ này nè, mà bằng A là anh em mới đổi bằng lái. Còn những vàng khác thì anh em không có đổi bằng lái. Và giá con này hiện tại bên em bán ra là 56 triệu nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em. Đây số điện thoại là 0369 669 659. Còn anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Để anh em xem size trực tiếp và chốt giá luôn con này. Giá con này chỉ có 56 triệu thôi. Giá chỉ có 56 triệu, cực kỳ rẻ luôn anh em. Giấy tờ là Hải Quân chính ngạch, một chủ chính chủ Tuấn Motor đứng tên luôn. Đó, tuyệt vời không? Con này thì anh em mua về anh em vô tư mà sử dụng luôn. Bao anh em đi phượt từ Bắc chí Nam luôn. Con này thì tư thế ngồi anh em đi xa rất là thoải mái luôn, không có mỏi lưng, rất là đầm xe, chạy rất là nhẹ luôn. Hộp số của nó vẫn là nam số bình thường, giống như mấy xe khác, 1 trước 2, 3, 4, 5 anh em móc lên nha. Rất là ok. Nước sơn hầu như là bóng như sơn luôn. Những cái dòng xe như vậy, những cái nước sơn mà bên Thái sản xuất như vậy hầu như là người ta không phải là người ta sơn mà người ta nhúng luôn. Nhúng luôn, như cái tay mình là chìm ở trong luôn, không bao giờ lột ra được luôn. Anh em nhìn này, không bay màu luôn. Tay của nó hồi xưa tới giờ nè, vẫn cái màu như ring, không bao giờ bay màu. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha, theo số điện thoại là 0369 669 659. Hoặc anh em ghé là địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để xem xe trực tiếp và chốt giá con này luôn. Đó, con này là Kawasaki Boss 175, dòng xe cực kỳ hiếm, rất là nhiều người biết chơi săn lùng những xe như vậy. Vì những chiếc xe như vậy rất là bền luôn, đồ đạc trên xe rất là cứng cáp, rất là bền. Máy móc thì hầu như là rất là tuyệt vời, chạy rất là mạnh và rất là nhẹ luôn. Đó. Chạy cực kỳ mạnh và nhẹ, rất là lợi xăng. Con này thì kiểu dáng nó khá là đẹp luôn, khá là chuẩn, kiểu dáng rất là đẹp con này. Con này thì kiểu dáng nó thì quá tuyệt vời luôn. Mà tìm những chiếc xe đẹp mà hồi xưa đến giờ người ta chạy mấy cái 7.000 cây là những chiếc xe đẹp như vậy, anh em tìm khẳng định với anh em tìm không bao giờ ra những con xe như vậy. Hầu như là nó mới 99,9% là nguyên ring luôn. Ốc vít đồ đạc trên xe là không một vết chày, rất như mới. Anh em để ý ha. Em nhìn quá đẹp luôn. Con xe như vậy mà anh em không chốt giá thì quá tiếc luôn, quá đẹp. Giá chỉ có 56 triệu thôi, giá quá rẻ luôn. Giá con này quá cực kỳ rẻ, chỉ có 56 triệu chiếc xe nhập từ Thái. Kawasaki Boss 175 phân khối luôn mới ghê chứ. Anh em chạy cực kỳ mạnh mà rất là lợi xăng. Rồi xin chào anh em và hẹn anh em video sau nha. Mình sẽ giới thiệu nhiều xe cho anh em xem. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào bấm đăng ký kênh này thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook giùm em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Và xin chào và hẹn anh em video sau.